Ngoại trưởng Antony Blinken tỏ ra nhăn nhó và lắc đầu khi Tổng thống Biden gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhà độc tài. Điều này có khả năng làm cho nhiều tháng ngoại giao không mệt mỏi để xây dựng lại quan hệ giữa hai nước thất bại. Ông Blinken, 61 tuổi, co người lại và tỏ ra lắc đầu và bồn chồn khi ông Biden nói ông Tập là một nhà độc tài theo nghĩa ông ấy là người điều hành một đất nước, là một quốc gia cộng đồng, dựa trên một hình thức chính phủ khác hơn của chúng tôi, tại cuộc họp báo. Nhận xét không thân thiện này được đưa ra ngay sau khi ông Biden, 80 tuổi, gặp ông Tập 4 giờ ở San Francisco, trước Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, đánh dấu cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo sau một năm. Cựu nhà ngoại giao Ý Marco Canales đã viết trên X rằng, ngôn ngữ cơ thể tuyệt vọng của Blinken khi nghe tuyên bố của ông Biden, 12 tháng làm việc chăm chỉ và ngoại giao, có thể bị ném vào bồn cầu, chỉ vì một lời nói đơn giản. WTF, hãy xem ngôn ngữ cơ thể của Antony Blinken khi Biden nói rằng, ông ấy nghĩ Tập là một nhà độc tài, Jimzer Gibson của NBC News nói thêm. Giống như bạn có thể nghe thấy, anh ấy đang hít một hơi vậy. Hãng tin bảo thủ Citizen Free Press nói thêm rằng, Blinken trông giống như muốn chui xuống hố khi Biden nói Tập là một nhà độc tài. Antony Blinken vẫn đang dọn dẹp hậu quả khi Biden gọi Tập Cận Bình là nhà độc tài vào tháng 6, khiến chính phủ Trung Quốc phản ứng gay gắt. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang dần xây dựng lại mối quan hệ kể từ sau sự sụp đổ sau chuyến thăm Đài Loan của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào tháng 8 năm 2022 và cuộc tranh cãi về khinh khí cầu được cho là do thám của Trung Quốc vào tháng 2. Ông Biden chủ yếu phát biểu tích cực về cuộc gặp với ông Tập hôm thứ Tư, nói với các phóng viên rằng chủ tịch Trung Quốc đã đồng ý hạn chế xuất khẩu máy ép thuốc và các hợp chất liên quan đến fentanyl gây nghiện. Hội nghị thượng đỉnh cũng đưa đến việc Trung Quốc và Mỹ đồng ý nối lại liên lạc giữa quân đội với quân đội, mặc dù ông Tập, 70 tuổi, đã cảnh báo ông Biden rằng Mỹ quay lưng với Trung Quốc không phải là một lựa chọn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của The New York Post. Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Joe Biden nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một nhà độc tài, là sự thao túng chính trị cực kỳ sai lầm và vô trách nhiệm. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.